Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt nhấn mạnh, những năm qua, hoạt động ngoại giao, thương mại đã có những đóng góp tích cực, góp phần giới thiệu văn hóa, đất nước, con người, du lịch Việt Nam tới bạn bè, khách du lịch quốc tế. Trong bối cảnh toàn thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19, việc quảng bá, giới thiệu văn hóa du lịch Việt Nam tới bạn bè quốc tế cần được duy trì và quan tâm hơn để tái khởi động du lịch Việt Nam. Do vậy, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch đề nghị Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài tiếp tục hỗ trợ tuyên truyền thông tin về kế hoạch mở cửa của du lịch Việt Nam, các chính sách đảm bảo an toàn cho du khách tới nhân dân các nước sở tại, thông tin về cách thức, quy trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến các doanh nghiệp, khách du lịch, cơ quan thông tấn báo chí nước ngoài, tổ chức kết nối giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam với các đối tác quốc tế, là đầu mối trao đổi thừa nhận lẫn nhau giữa các quốc gia về hộ chiếu vaccine. Cũng tại hội nghị, đại diện các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài cũng đã thông tin về tình hình nước sở tại, đưa ra những giải pháp, sáng kiến đón khách quốc tế trong thời gian tới, đồng thời khẳng định sẽ đồng hành cùng với Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch và các doanh nghiệp du lịch trong việc quảng bá du lịch Việt Nam, kế hoạch đón khách quốc tế của Việt Nam tại nước sở tại.